À, xin chào tất cả quý vị. Chúng ta được tiếp nhận Phật pháp. Cả đời của mình nên sống trong thế giới biết ơn quý vị. Những đức từng chia sẻ Phật pháp cũng từng nói với vị rất nhiều lần. Duyên hợp và duyên tan ở trong cuộc đời này chúng ta phải chấp nhận. Những đức rất là biết ơn khi đến chùa gặp các quý thầy, và cảm ơn lớn nhất là Đại Lão Hòa Thượng Ân Sư. Ngài đã cho những đứa cơ hội được 10 năm ở chùa Hộ Pháp mà qua tới Đại Tùng Lâm để làm những việc ý nghĩa trong cuộc đời. Mà nếu như những đứa không có được cơ hội đó thì cả cuộc đời của những đứa cũng không bao giờ có ý nghĩa đến với cuộc đời này. Nên những đức cả đời của những đức luôn luôn cảm ơn trên là Đại Lão Hòa Thượng và tất cả các anh em huynh đệ và tất cả Phật tử. Bây giờ những đức trong tâm của mình rất là thoải mái. Vì sao? Vì trách nhiệm công việc của mình đã xong và tất cả các anh em huynh đệ cùng làm việc chung với những đức bây giờ họ cũng tiếp nối, họ đang rất cực vì phải lo cho đại chúng. Còn những đức thì công việc của mình đến đây có nghĩa là đủ duyên. Và khi những đức đi thì gặp trên là Hòa Thượng Ân Sư và tất cả các anh em huynh đệ rất là vui vẻ. Vì đến cũng vui mà đi cũng rất là vui. Vì chúng ta tin vào duyên hợp duyên tan quý vị à. Nên những đức mong rằng cái việc của những đức nên gói gọn lại để chúng ta cùng niệm Phật. Vì những đức khuyên quý vị rất nhiều lần, tin sâu nhân quả, nhớ kỹ, nhân ai gieo thì quả người đó chịu. Tuyệt đối cả đời của chúng ta phải luôn luôn sống trong cái tâm biết ơn. Cái tâm đó là cái tâm tu hành quý vị. Và nhớ Phật niệm Phật là tốt nhất. Không cần phải dính dáng vào chuyện của ai cả. Nên tất cả hàng Phật tử khi nghe những đức nêu lên những công đoạn này, quý vị phải cùng với những đức chúng ta biết ơn trên là Hòa Thượng xây chùa và biết ơn toàn thể đại chúng từ quý thầy cho tới đại chúng. Chúng ta có cơ hội được đến chùa tu tập và được biết pháp môn niệm Phật. Nhất là bản thân những đức rất là biết ơn Hòa Thượng và tất cả anh em huynh đệ. Hòa Thượng đã cho những đức cơ hội được làm những việc ý nghĩa trong cuộc đời. Đó là tổ chức những chương trình pháp hội, làm những việc lợi ích cho cuộc đời này. Những đứa đã làm được trong thời gian khá dài. Và tất cả các em huynh đệ đang hỗ trợ những đức bằng cả tấm lòng. Nên hôm nay những đức muốn nói công đoạn ngắn này để mong tất cả hàng Phật tử khắp nơi nơi biết qua những đức khi coi qua công đoạn này. Hay bất cứ ai nhớ kỹ, những đức luôn luôn cảm ơn. Và những đức không thấy mình có một sự oan ức gì và khi những đức ra khỏi chùa, đó là con đường những đức chọn. Nhớ kỹ, đây là con đường chính bản thân những đức chọn. Vì những đức lớn rồi và những đức là người quyết đoán rất mạnh mẽ, không ai ép những đức cả. Chính bản thân những đức chọn đi con đường này và cảm thấy mình rất mệt mỏi công việc vì quá áp lực, quý vị, công việc lo nhiều quá. Bây giờ những đức giao cái áp lực này lại cho tất cả các anh em huynh đệ đã cùng đồng hành với những đức thời gian để lo cho đại chúng. Bây giờ mấy anh em huynh đệ tiếp nối cái việc làm đó, những đức rất là cảm ơn họ. Có khi mình muốn quỳ đảnh lễ họ vì cảm ơn họ đã tiếp nối việc mà mình đã từng làm qua. Và những đức đã đảnh lễ Đại Lão Hòa Thượng Ân Sư vì mình đã cảm ơn Hòa Thượng Ân Sư đã cho mình cơ hội thời gian từ khi đi đến chùa Hộ Pháp đã được làm công việc lo cho đại chúng. Đây là việc ý nghĩa lớn nhất của cuộc đời những đức. Chưa bao giờ những đức thấy rằng đó là việc ý nghĩa cuộc đời mình mà làm được. Nên những đức rất là cảm ơn. Nên tất cả quý Phật tử khắp nơi nơi nhớ kỹ, những đức không bao giờ thấy mình cái gì thiệt thòi cả. Và những đức thấy mình rất là diễm phúc. Vì sao? Vì đến với cuộc đời này, những đức có thân người và gặp được Phật pháp và gặp được pháp môn niệm Phật và được lo cho đại chúng, đó là điều những đức biết ơn nhất trong cuộc đời này. Thì phải nhớ kỹ,
Cái tâm cảm ơn này của những đứa rất là lớn. Tâm cảm ơn này chỉ có một cái điều là dù cho hoàn cảnh ở đâu, những đức cũng phải niệm Phật. Đem cái pháp môn tịnh độ này giới thiệu bằng cả tấm lòng, nhiệt tình hết mình đem pháp môn tịnh độ giới thiệu. Đây mới trả ơn trên là tất cả các vị thầy mà đã giúp đỡ những đức. Những đức đã đến ngôi chùa đầu tiên cũng nhờ thầy giúp đỡ, biết pháp môn tịnh độ. Những đức đi đến chùa hộ pháp, hòa thượng đã cho những đức được cơ hội hoàn truyền pháp môn tịnh độ. Bây giờ con đường những đức đã chọn đi con đường này, nên dù ở đâu chúng ta cũng cùng niệm Phật. Vì những đức đã khuyên vị rất nhiều lần, khuyên vị rất nhiều lần, nên những đức cung kính đảnh lễ đại lão hòa thượng An Sư dù bất cứ ở nơi nào. Cảm ơn hòa thượng đã cho những đức cơ hội, đã cho những đức cơ hội được 10 năm chờ lo cho Tam Bảo. Đây là việc những đức cảm ơn nhất và ý nghĩa nhất của cuộc đời những đức khi đến với cái cõi này. Nên mong hàng Phật tử, những người quý mến những đức hay những người không quý mến những đức gì, đây là tấm lòng chân thật, những đức thành tâm sám hối. Mình còn nhiều sai lầm, còn rất nhiều sự sai lầm bản thân của mình, nên những đức từ hôm nay lo niệm Phật lo tu. Ở một chỗ nào đó lo niệm Phật lo tu, chắc chắn rằng mình chỉ cần như vậy thì từ đây đến hết cuộc đời mình cũng rất bình an. Nên mong quý vị luôn luôn sống trong thế giới biết ơn, đừng nên hờn trách ai cả, và hãy cố gắng niệm Phật, sống cho thật là tốt, gây dựng tín nguyện niệm Phật kiên cố. Tất cả việc những đức, nhớ kỹ, là chính bản thân những đức đã chọn, những đức đã gieo nhân, những đức gặt quả. Trong chùa ai cũng thương yêu những đức cả, trên hòa thượng thương yêu, kế quý thầy thương yêu, tất cả các cụ thương yêu, đại chúng đa phần đều thương yêu những đức. Nhưng chắc nhân duyên những đức ở đó chỉ bao nhiêu thờ gian đó thôi. Giống như chúng ta trong cuộc đời này, có những cái mình ở một nơi nào đó mình rất muốn ở luôn, nhưng duyên mình chỉ bao nhiêu thôi. Nên mới nói là duyên hợp duyên tan quý vị à. Phải tin chỗ này, tin 100%. Đừng nên bàn cãi, đừng nên nhắc đến, và cũng đừng nên nói rằng những đức bị quan gì, bị ép gì. Không bao giờ có. Những đức luôn luôn cảm ơn, chân thật cảm ơn. Và mình rất nhiều lỗi lầm, mình phải hoàn chỉnh và cố gắng sửa đổi. Nên tất cả những người thích không thích gì, những đức cũng chắp tay xin cảm ơn quý vị. Và chúng ta hãy cố gắng niệm Phật để đời này chúng ta về thế giới cực lạc. Những đức luôn luôn cung kính đại lão hòa thượng Viện Chủ, mong cho ngài có sức khỏe, và mong tất cả các anh em tiếp tục nuôi các cụ già. Những đức luôn luôn biết ơn quý vị đã cho những đức cơ hội làm những việc ý nghĩa trong cuộc đời. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Từ hôm nay những đức là cư sĩ những đức nghe quý vị. Những đức đã xin hòa thượng cho những đức được làm cư sĩ. Đây là chính những đức xin. Xin hòa thượng cho những đức được làm cư sĩ. Nhớ. Và hòa thượng cũng ghi một tờ giấy tam quy y và cho những đức làm cư sĩ rất rõ ràng. Đây là chính bản thân những đức. Xin hòa thượng được làm cư sĩ. Và từ hôm nay cư sĩ những đức sẽ cùng niệm Phật với quý vị dù ở bất cứ nơi nào. Đó là chính bản thân những đức muốn như vậy. Nhớ kỹ nghe quý vị. Quý Phật tử khắp nơi nơi coi công đoạn này, không cần buồn gì cả, chúng ta chỉ cần biết niệm Phật là được rồi. Dù hiện hình tướng nào, những đức chỉ cần niệm Phật là được rồi. Đó là điều quý nhất rồi nghe quý vị. Nên chúng ta sống trong thế giới biết ơn nghe quý vị. Nhớ kỹ, sống trong thế giới biết ơn và tin sâu nhân quả, tín nguyện trì danh, cầu sanh cực lạc. Cố gắng dùng cái miệng niệm Phật là tốt nhất. Chúng ta hẹn gặp nhau ở thế giới cực lạc. Chúc quý vị an lạc. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật.